Chỉ cứ gọi thôi, chứ còn Lùng thì chắc là biết em không phải mẹ đâu mà. Gọi mẹ em. À, cứ gọi mẹ hết à. Bảo là Thím có cho các cháu gọi mình là mẹ không, thì em bảo là các cháu muốn gọi thì cứ gọi thôi, thì em con nào con là con. Mỗi người một con được chưa? Dạ. Em cứ nấu cho các bạn nhỏ ăn thoải mái nhé. Từ trước đến giờ máy có đồ chơi bao giờ chưa? Hả? Chưa hả? Ừ. Lùng có được Thím mua đồ chơi cho không? Chưa hả? À, bây giờ ra chọn đi. Cả bạn này ra chọn nữa. Bạn này cũng ra chọn đồ chơi đi. Nào, các bạn nhỏ ra đây. Nào, máy thích con nào? Máy lấy đi. Ra, cho ra chỗ rộng rộng này nhá. Ơi! Cái này là cái túi đồ chơi đợt nọ mà chưa phát hết đấy đúng không? Trong nhà. Dạ vâng đúng anh ạ. Là, nào thích đồ chơi về đây. Anh nhờ, có thích đồ chơi ra đây chọn nhé. Cái này thì nhớ không nhầm là cái ngủ hay sao ấy, đúng không? À không phải. Cái này là cái ngủ. Cái gì ấy? Gối thôi anh ạ. Không phải. Đây, Lùng thích cái gì? Thích con nào? Búp bê. Chú để đây các bạn tự chọn nhá. Nhớ chưa? À, lần sau chú cứ đến là mình sẽ cùng khoanh tay chào các ông các bà nhá. Máy nhá. Nhớ chưa? Đấy, các bạn nhỏ nữa nhé. Đấy, nào, bạn này thích cái gì nào? Ơi, rất nhiều đồ chơi. Rất nhiều đồ chơi. Đây, 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 đây. Đấy, thôi cứ để đồ chơi đây cho các cháu. Mẹ chồng đi đâu? Chồng em đi làm thôi. À, đi làm thuê rồi à? Ồ, bây giờ có mỗi em ở với các cháu rồi à? Ồ, thế thì hơi căng thẳng lắm nha. Chưa bao giờ có đồ chơi nhỉ? Ồ, đây nữa. Cái này thì rất nhiều quần áo, có cả quần áo mới, cũ, chăn, các thứ thì phải. Đâu nhỉ? Đây, cô Vũ Thị Dung ở Hưng Yên gửi cho đấy. Cháu máy mồ côi là cái này thì nữa để cho dính với các cháu tự mở đi nhỉ, nhiều quá mở ra sợ lộn xộn đấy. Xem nào, Lùng biết hộ Thím làm cái gì, làm cho chú xem là bình thường ở nhà Lùng làm gì. Lùng làm cho chú xem nào. Nhé. Được không? Để chú xem Lùng giỏi đến đâu. Đấy. Xem hộ Thím làm được những cái gì ngoài đun nước này, nấu cơm này. Đấy. Hôm nay mà anh em mình không đến kịp bữa trưa ấy, thì là các cháu sẽ, với cả gia đình sẽ có mỗi cơm trắng với cả bắp cải này. Có một củ bắp cải này. Con này chắc là mỡ rồi. Mỡ hết rồi. Hết rồi à? Thế thì dùng đồ ăn cũng được. Đây một quả bắp cải đây. Đó. Thì bây giờ bà ấy dính là sẽ nấu ăn để cho các cháu ăn một bữa thịt. Thì dần dần thì anh em mình sẽ mua vào. Hôm nay anh trích ra là hết 240.000 hai cân thịt nhé. Tiền thịt lợn đen. Thì cái này là thịt vai chứ nhỉ? Thịt vai anh ạ. Nạp rất là nhiều cho các cháu. Cái quần này là sao rách đấy hả Lùng? Cái này là nó tự rách chứ đúng không? Mua về nó ra thế rồi đúng không? Chưa à? Vậy mình chơi nhiều rách hả? Quần áo này là ai mua cho Lùng đây? Thím mua hả? Tất cả là đều nhờ Thím hết nhỉ? Với tất cả những khán giả mới xem về cháu Lùng với cháu Máy thì anh em mình cũng xin chia sẻ. Đây Lùng đây, Máy ở ngoài kia. Còn đây là hai con của em Dính và em Vương.
thì Lùng với Máy thì là hoàn cảnh một cô bố, mẹ thì bỏ đi lấy chồng mới rồi, hiện tại thì đang ở đây ngủ chủ yếu là ở đây thôi, còn ăn uống thì bình thường. Nếu như mà chú Thím ở và nấu kịp thì sẽ ăn cùng, còn không thì bốn bạn nhỏ tự ở nhà trông thì sẽ tự nấu ăn và tự ăn mẻ, hay là ăn cơm mà gia đình chuẩn bị sẵn từ sáng để ăn cả ngày đấy, bởi vì Vương với Dính là bận đi làm nương làm đồng các thứ, nên là phần lớn là tóm lại là đại loại cuộc sống sẽ là diễn ra như vậy, còn ngủ là ngủ bên này. Đấy. Hôm nào mà mưa to thì có cho hai bé sang ngủ bên kia không? Nhà này thế hôm nay anh mới biết là anh Hờ là anh thứ tư, thế là Út là Vương, thế anh thứ hai là bên kia hả? Anh thứ hai rồi, dưới này. À, cái nhà hùm dưới này là anh thứ hai. Ô, thế là khu này là ba bốn anh em mình hết rồi à? Vâng, nhà trên này là cô. À, nhà trên là cô. Đấy, thì là một dãy. Anh ba mất rồi. À, anh thứ ba mất rồi. Tức nghĩa là bố của Vư, Lùng với Máy là mất rồi. Thì đây, Máy với Lùng đây là hoàn cảnh như anh em mình đã nói là bố mất do tai nạn. Thì câu chuyện với những khán giả mới chưa xem thì anh em xin phép được chia sẻ lại là một năm thì gia đình của Máy với Vư đây, Máy với Lùng đây là mất tận ba người thân. Đầu tiên là ông, sau đó là bà thì tai nạn, cũng là bố của Lùng với Máy đèo đi tai nạn, và người chú đấy, trên Chím và Thú thì còn có bác Hờ đây đấy, là bị lao phổi cũng rất là khó khăn đó. Thế nên là anh em mình chia sẻ câu chuyện như này để mọi người hiểu hoàn cảnh của hai bé mồ côi Lùng và Máy là rất là thương. Mỗi lần mà nhắc đến bố thì các cháu đều khóc rất nhiều đó. Anh Hờ là chưa lấy vợ hả? Chưa. Thế đây là con anh cả anh thứ hai kìa. Vâng. Gia đình cũng rất là đông, rất là khổ. Hôm nay thì cháu hiểu đến đây thì có rất là nhiều tin vui cho cả bản thân Dính cũng như là với cháu Lùng với Máy. Thì Lùng ra đây nè, ngồi gần chú đây. Đấy. Hôm nọ chú quay lên thì đã kêu gọi cho Lùng với Máy được nhiều tiền rồi. Bây giờ có tiền nhiều thì Lùng thích làm gì? Mua quần áo mới thôi. Đấy, Lùng có thích một cái nhà đẹp đẹp không? Thích hả? Thích được quần áo mới để đi học đúng không? Đấy. Lùng có thương em mình không? Thương. Thương hả? Bây giờ chú đọc cho Lùng biết nhá, xem có những ai gửi tiền cho mình nhá. Trước chú bảo rồi, có cô Quách Thị Luyện gửi 200 này, có cô Trang gửi 100 này, có một bà Mão ở bên Cali gửi 1,5 triệu này, cô Lý Thị Ngọc Hạnh gửi 200, Trần Thị Phương gửi 200 này, và gia đình chú Đăng Dương gửi 1,5 triệu. Thì hôm nọ chú đã đọc đến đây rồi đúng không? Đấy. Thì tiếp tục là hôm nay chú nhận được thêm có của cô Linh gửi 1,000,000 để mua thức ăn nhé. Đấy, có đây, bây giờ đúng một bài thơ làm anh khó đấy, đâu phải chuyện đùa đúng không? Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Thích lắm, lần đầu được đồ chơi thích lắm, để không rời tay chứ. Ở đây thì cái con này là con ve à? Cây có cây cây này nó kêu nhiều quá, nhiều lúc là anh em mình quay phim thì các bác nghe toàn thấy tiếng ve nhiều thôi. Anh em mic là mic loại phổ thông nhất rồi, tức nghĩa là loại tất cả mọi người đều dùng như nhau, thu âm tốt như nhau rồi. Nhưng mà do là cái ngoại cảnh nó ve nó kêu rất là nhiều nên là cũng hơi khó nghe một chút. Anh Hờ là đi Hà Nội khám bao giờ chưa? Chưa. Chưa hả? Đi xa nhất là Hà Giang thôi. Đi lần đầu. Thế là bệnh án bây giờ mình có cầm ở đây không? Không. Đi cách đây mấy năm rồi?
đi thế này chú ạ. Đi Hà Giang khám đi. Hà Giang. Trước Tết. Trước Tết à? Trước Tết tháng 8. Mình có ho nhiều không? Bây giờ thì bình thường thế rồi. Trước kia ho nhiều. Bệnh lao phổi như này mình có phải cách ly với các cháu không? Trước kia cách. Bây giờ đỡ hơn rồi là mình kệ đúng không? Bây giờ là em sẽ kêu gọi xem là nếu mà được thì đi Hà Nội xem là nó như thế nào, xử lý được hay không. Vì là mình còn lấy vợ nữa, nó cũng lập gia đình nữa. Đấy. Nhưng bây giờ ở như thế thì cũng đấy, không làm được gì, bởi vì là bệnh lao phổi thì nó rất là mệt, yếu mọi người ạ. Bây giờ là gọi mẹ hết à? Máy có biết không? Máy có hiểu không? Máy là chắc chưa hiểu đâu nhỉ? Máy là chưa biết nói. Thì cứ gọi thôi, còn Lùng thì chắc là biết, em không phải mẹ đâu nhỉ? Gọi mẹ hết. Cứ gọi mẹ hết à? Bảo là thím có cho các cháu gọi là mẹ không, thì bảo là các cháu muốn gọi thì cứ gọi thôi, thì con nào có là con. Nói chung là xảy ra còn chú thì thế là quá ấm áp rồi. Lên mua này, con đi mua này, làm rồi.